Hai chào các bạn, chào các bạn ở Trung Nguyên TV. Đấy, hôm qua thì mình lên cá mini đấy các bạn này. Đấy, hôm nay nó rất là khỏe rồi. Đấy mà mình phải tách ra hai bể. Hôm qua mình quay một bể nó dày quá, để tối nó cũng chết mất rất là nhiều, nên là mình phải tách ra hai bể ngay. Đấy, đến hôm nay là tách ra hai bể nó rất là khỏe luôn. Và mình cũng bán sáng nay đóng đi rất là nhiều rồi. Đấy, chiều nay nữa đóng coi như là cũng phải hết nửa lô này luôn. Thì cá này rất là bé nên là màu sắc nó rất là nhiều các bạn nhá. Bởi vì hôm qua nhiều bạn gọi điện bảo là em nhìn thấy nó có mỗi một màu. Đúng là nếu mà nhìn như thế này mỗi một màu thật. Đấy. Thì mình bảo là lúc mình quay ở chậu ấy, mình cầm trên tay ở quay từng chậu chi tiết thì các bạn sẽ thấy nó rất là nhiều màu. Chứ còn nhìn ở trong bể này thì cái tông màu đen, những cái con màu đen hầu như là sẽ không nhìn thấy. Vì rất là bé. Đấy thì chỉ nhìn thấy những con màu sáng thôi. Đấy thì hôm nay mình sẽ quay để mình chứng minh cho các bạn thấy là nó nhiều màu như nào nhá. Đây mình sẽ chuẩn bị một chậu nước đây mà mình sẽ múc một vợt bất kỳ thôi. Để ra các bạn sẽ nhìn thấy là số lượng màu rất là như thế nào. Rồi bởi nhớ ra đủ rồi. Đấy. Múc lẫn cả dính những mấy con chết đây. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rất nhiều màu luôn nhá, chứ không phải là nhìn thấy một màu như thế đâu nhá. Rất nhiều luôn đấy, thấy chưa? Và cá bé như thế này thì tỷ lệ cá đẹp rất là nhiều các bạn nhé. Thì cá này bé như thế này nó chưa thể là lọc, nó chưa lên màu hết để xem nó còn nào đẹp xấu chứ nào. Nên nó thoai thoai như thế này thì chỉ có vài con thoai thoai như thế này thì may ra còn nhìn thấy màu, nhưng mà hầu như to như thế này rất là ít. Thế còn toàn bé bé như thế này. Đấy màu sắc rất là nhiều luôn. Màu nó chưa lên được màu luôn. Rất nhỏ luôn. Đấy, có những con thì ti như vừa nở. Đấy. Đấy nên để mình quay cho các bạn xem là nó nhiều màu như nào. Đấy ti luôn. Đấy, còn những con như này màu đây bắt đầu nó có lên hai màu rồi, nhưng mà màu nó vẫn rất là nhạt này, đấy nó chưa nổi. Nên để mà cá này các bạn nuôi lên xong các bạn lọc lại sẽ nuôi ao rất là thích luôn này. Cả ánh kim nó giết rất là nhiều đấy các bạn nhé. Đấy là mình gọi là chỉ vật khua một ít thôi. Đây cả ánh kim đây. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đây. Ánh kim đây. Đấy. Đây nữa này. Cá mẹ nhiều không phải ít đâu. Đấy. Ông ánh luôn. Đấy để quay cho các bạn xem là nó nhiều màu như nào. Chứ còn nhìn trong bể đúng không công nhận. Để mình nhìn mình cũng bảo thấy là sao nó toàn một màu đỏ đỏ. Đấy cả bể bên này cũng vậy thôi. Đấy mình vật cua bất kỳ ra đấy nhá. Đấy ok, còn số lượng này chắc là phải đợi tháng nữa mới có lô tiếp theo thôi. Nên là các bạn nào đặt hàng thì inbox luôn cho mình để mình sắp xếp đơn bố trí gửi cho các bạn. Đấy, đơn ship tỉnh là tối thiểu là 300.000 trở lên, đây là tứ tưởng là 300 con. Thì thực sự là bấy nhiêu ấy. Nói nguyên bấy nhiêu nó phải ít nhất là 400 con rồi. Nên các bạn hình dung là 300 con nó ít thôi, không nhiều đâu. Bấy nhiêu trông thế thôi phải đến 400-500 con. Đấy thì có số lượng trong nhà mình nó hàng vạn con, không phải là ít đâu nhá. Rất là nhiều luôn. Thế là mình bán các bạn nghĩ là 100-200 con là nhiều, nhưng mà nó có nhiều đâu, rất là ít. Mình bán với những khách thả ao toàn
hàng nghìn con, vài nghìn con thôi. Ok, đấy thôi mình kết thúc video rồi. Hôm nay mình quay chủ yếu là để cho các bạn xem trực tiếp này, nó nhiều màu như nào. Đấy. Rồi ok, các bạn thấy video mình hay đừng tiếc một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận video mới nhất các bạn nhé. Ok, bye bye.